Kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba ngày 15 tháng 10, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thưa quý vị, chiều nay đoàn kiểm tra số 02 Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực tổ chức hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Tiến Hải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Thành Ngại cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh tham dự hội nghị. Tại hội nghị, đại diện đoàn kiểm tra số 2 đã báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện cơ chế phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau. Qua báo cáo, các đại biểu đã thảo luận về những kết quả đạt được, cũng như đưa ra nhiều kiến nghị đề xuất các giải pháp để công tác phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực trong tỉnh Cà Mau được chặt chẽ, qua đó đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị trao đổi nắm bắt tình hình kinh tế xã hội và các vấn đề khó khăn bức xúc của địa phương. Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Hận chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Quỳnh Khải. Tại hội nghị, các đại biểu nêu một số khó khăn của tỉnh liên quan đến các vấn đề như đầu tư nâng cấp đê biển Tây, khó khăn trong thanh toán khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Cần bổ sung đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với những khu vực sống ở an toàn khu, dùng căn cứ cách mạng, giảm chi phí xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh trong khám chữa bệnh. Trong việc ban hành các luật tại kỳ họp lần này của Quốc hội, một số đại biểu kiến nghị phải có sự thống nhất giữa các luật với những thông tư, nghị định, hướng dẫn để tránh gây khó khăn vướng mắc cho các đơn vị chuyên môn địa phương khi thực hiện. Phó trưởng đoàn phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Hận đánh giá cao những ý kiến kiến nghị tâm huyết phản ánh rõ nét tình hình thực tiễn của tỉnh. Ngoài những ý kiến trực tiếp tại hội nghị, các đơn vị địa phương còn nêu khó khăn vướng mắc cần tổng hợp ý kiến và gửi về đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để trình tại kỳ họp Quốc hội sắp tới. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 năm 2024 và bế mạc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024. Kỳ họp tiến hành theo hai đợt, diễn ra tại nhà Quốc hội. Theo kế hoạch, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 16 luật và 2 nghị quyết. Cũng trong sáng nay, đoàn công tác do trưởng ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau Nguyễn Phương Đông làm trưởng đoàn tới khảo sát tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế quận Trần Văn Thời. Hiện nay, tổng số giường bệnh do Trung tâm Y tế quận Trần Văn Thời quản lý có 133 giường, trong đó phòng khám đa khoa khu vực 5 có 80 giường, các trạm y tế có 53 giường, đơn vị có 155 trên 200 biên chế. Năm 2023, tổng số lượt khám bệnh hơn 78.000 lượt, đạt 39% so với kế hoạch năm, tăng hơn 28% so với năm 2022. Trung tâm đã chỉ đạo trạm y tế các xã thị trấn thực hiện tốt việc kết hợp đông tây y trong khám chữa bệnh. Khó khăn hiện tại là kết cấu hạ tầng một số trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực đã hư hỏng và xuống cấp, chưa được sửa chữa nâng cấp kịp thời. Trang thiết bị vật tư y tế hư hỏng chưa kịp mua sắm sửa chữa. Nhân viên y tế khóm chưa có chế độ chi trả để đảm bảo hoạt động, làm ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Trung tâm Y tế huyện Trần Văn Thời kiến nghị với đoàn khảo sát xem xét có chính sách chi trả phụ cấp cho nhân viên y tế khóm hàng tháng, xem xét sớm xây mới phòng khám đa khoa khu vực Sông Đốc và một số trạm y tế, mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư y tế cho phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế xã để đảm bảo công tác khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Sau một tháng lùi thời gian do ảnh hưởng của cơn bão số 3, kế hoạch tắt sóng ngừng phục vụ các thuê bao 2G sẽ chính thức được thực hiện trong ngày hôm nay 15 tháng 10. Hiện các nhà mạng đang nỗ lực hỗ trợ khách hàng sau thời gian thực hiện tắt sóng 2G đối với thuê bao trên địa bàn tỉnh, ghi nhận của phóng viên Nguyễn Đào và Chiêu Dương. Theo Cục Viễn thông, tính tới chiều hôm qua, các nhà mạng còn 429.000 thuê bao 2G. Riêng đối với Vinaphone Cà Mau, đến ngày hôm qua, đơn vị đã thực hiện chuyển đổi đạt hơn 97%. Từ 120.000 thuê bao xuống còn 3.000 thuê bao 2G. Đa phần các đối tượng sử dụng thuê bao 2G đều là người cao tuổi, người có thu nhập thấp, người ở vùng sâu, vùng xa, nên hoạt động hỗ trợ luôn rất cần thiết cho nhóm đối tượng này.
Cái này cũng không gần, mình mới xài á, mình cũng không biết rõ này nè, chỉ nghe ta 4G, giờ đó xài cái 2G mà, đó. Giờ người ta để cái máy cũ lại, người ta nói 4G, đó, để 150.000 mới mua, chưa, đó. Mình cũng bán số để người ta điện tới lui nghe thôi. Hiện các nhà mạng đang chạy đua với thời gian để chuyển đổi thuê bao 2G một cách nhanh nhất cho khách hàng. Riêng đối với thiết bị sử dụng cho mục đích truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị và cung cấp dịch vụ tại các vùng biển đảo như Trường Sa, Hoàng Sa, vẫn thực hiện mạng 2G. Về hướng xử lý đối với các thuê bao 2G sau ngày hôm nay, theo đại diện nhà mạng, các đơn vị này sẽ chặn thiết bị, nhưng vẫn sẽ giữ lại tài khoản thuê bao cho khách hàng để khách hàng có thời gian chuyển đổi bảo lưu cho tài khoản của mình. Cái công tác tiếp tục của VNPT Cà Mau là trước tiên là vẫn tiếp tục cái công tác tuyên truyền, vận động, truyền thông, phối hợp với chính quyền địa phương, các xã, ấp, thị trấn để tiếp tục cái công tác vận động tuyên truyền đối với những cái khách hàng còn lại chưa thực hiện chuyển đổi. Bên cạnh đó thì sự sẵn sàng phục vụ của tất cả các điểm giao dịch của VNPT trên toàn tỉnh Cà Mau là phục vụ là tăng tần suất cũng như tăng cái giờ phục vụ lên. Rồi kết hợp đó là phối hợp với các cái điểm bán, điểm ủy quyền có bán máy điện thoại trên địa bàn toàn tỉnh để tăng cái điểm chạm mà phục vụ cái việc chuyển đổi thuê bao từ 2G lên 4G cho bà con khách hàng. Như vậy, sau ngày hôm nay, tất cả thuê bao Vinaphone 2G sẽ được nhà mạng bảo lưu tài khoản sau thời điểm tắt sóng 2G. Vinaphone sẽ tiếp tục duy trì chính sách tặng máy, hỗ trợ máy cho khách hàng, tiếp tục hỗ trợ khách hàng tại các điểm giao dịch của Vinaphone cũng như trực tiếp tại nhà để khách hàng sử dụng dịch vụ như đổi SIM, hướng dẫn sử dụng các chính sách ưu đãi trong thời gian đầu khi chuyển từ 2G sang 4G. Tiếp tục với những nội dung khác, sáng nay Vườn Quốc gia U Minh Hạ phối hợp cùng Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam tổ chức hội thảo tuyên truyền nâng cao nhận thức và tăng cường thực thi pháp luật trong phòng chống săn bắt buôn bán động vật hoang dã. Hội thảo có sự tham gia của các chuyên gia đến từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam và gần 500 người dân đang sinh sống tại 4 xã: Trần Hợi, Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, xã Khánh An, Khánh Lâm, huyện U Minh. Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ thực trạng, thách thức, thành tựu đạt được trong công tác bảo vệ rừng, bảo tồn động vật hoang dã và phòng cháy chữa cháy rừng. Những tồn tại hạn chế cần có sự phối hợp giữa các ngành chức năng, nhà khoa học, chủ rừng và người dân địa phương cùng nhau thực hiện. Từ đó khơi gợi, tạo cảm hứng cho người dân chung tay bảo vệ động vật hoang dã và môi trường tự nhiên. Thông qua hội thảo, người dân cam kết gắn bó cùng các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tích cực tham gia bảo vệ rừng, không săn bắt động vật hoang dã, sẵn sàng tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về quản lý bảo vệ rừng và động vật hoang dã. Sau một thời gian dài rớt giá, khó tiêu thụ, thời điểm này, cây keo lai ở huyện U Minh bất ngờ tăng giá trở lại, khiến người dân vô cùng phấn khởi. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp U Minh Hạ cho biết, hiện các đơn vị chủ rừng và người dân trên lâm phần rừng tràm đang đẩy nhanh tiến độ khai thác keo lai. Nếu như năm trước, giá keo lai dao động từ 160 đến 180 triệu đồng một hecta, thì hiện tại có giá từ 200 đến 210 triệu đồng một hecta. Tùy theo năng suất, người dân có lãi gần 80 triệu đồng một hecta. Theo các thương lái, keo lai tăng giá là do các doanh nghiệp trong và ngoài nước đẩy mạnh thu mua để sản xuất đồ gỗ nội thất cao cấp. Từ khi góp mặt trên thị trường đến nay, sản phẩm chù ủ muối được người tiêu dùng ưa chuộng và tiêu thụ mạnh. Với kỳ vọng tăng giá trị cho sản phẩm, cơ sở làm nghề trên địa bàn huyện Ngọc Hiển phấn đấu xây dựng sản phẩm đạt chuẩn OCOP trong năm nay. Với ưu thế con to, chắc thịt, gạch nhiều, hai càng màu đỏ sậm, rất bắt mắt, nên chù ủ muối được thị trường ưa chuộng, tiêu thụ mạnh nhất là ở các tỉnh miền Tây và thị trường Campuchia. Để nâng cao giá trị cho chù ủ muối, các cơ sở chế biến tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguồn nguyên liệu được hộ làm nghề tuyển chọn đảm bảo tươi sống, con to, chắc thịt. Quá trình muối tuân thủ an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời đổi mới bao bì, nhãn mác, đóng gói thành phẩm đẹp mắt, tăng cường quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ. Hiện nay chù ủ muối hút hàng được bán với giá từ 100.000 đồng tới 110.000 đồng một ký, tạo việc làm thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương. Thưa quý vị, tại xã Trí Phải, huyện Thới Bình, sáng nay diễn ra lễ phát động tháng cao điểm thanh niên Cà Mau thực hiện các công trình phần việc nhân kỷ niệm 70 năm sự kiện tập kết ra Bắc năm 1954. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động tái hiện 200 ngày sự kiện tập kết ra Bắc do Ban Thường vụ tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức.
qua đó nhằm giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khắc sâu đạo lý uống nước nhớ nguồn, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong lực lượng đoàn viên thanh niên. Ngay sau lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên đã ra quân thực hiện công trình thanh niên tuyến đường cây vú sữa dọc tuyến kênh sáng Chắc Băng, xã Trí Phải, huyện Thới Bình. Trong khuôn khổ của hoạt động này, nhiều câu chuyện về chuyến tàu tập kết năm xưa được nhắc nhở. Trong đó, hình ảnh những người con ưu tú của quê hương Cà Mau đã không ngần ngại rời xa quê hương, gia đình, bạn bè lên đường tập kết chính là niềm tự hào của thế hệ trẻ hôm nay. Tự hào và trân trọng quá khứ, mỗi cây vú sữa được ươm trồng hôm nay không chỉ là sự tri ân sâu sắc với thế hệ cha anh đi trước, mà còn góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng của quê hương. Quê hương của em cũng là quê hương của Chí Phải, nơi phát từ lịch sử là do má sảnh tặng cây vú sữa miền Nam. Thì em rất là tự hào về một góp sức mình để hình thành được một tuyến đường cây vú sữa để góp phần cho thành công cho kỷ niệm 70 năm tập kết Cà Bắc. Sau hoạt động này thì em muốn truyền tải một thông điệp đến thế hệ trẻ của tỉnh Cà Mau là tiếp nối truyền thống của cha anh mình đi trước, để trên với những công lao của ông cha ta thì thế hệ trẻ ngày nay cùng chung sức chung lòng xây dựng quê hương Thới Bình ngày càng giàu đẹp và tỉnh Cà Mau ngày càng phát triển. Khi mà trồng cây vú sữa xong thì cũng muốn thế hệ thanh niên của xã Chí Phải á, cũng các bạn đều biết được cái khu di tích mình thì có ngày xưa có cái của má sảnh gửi cây vú sữa ngoài Bắc cho bác. Thứ hai nữa là cũng cái tầm cái khu di tích mà để cái thế hệ trẻ sau này mà khi mà đến địa phương mình á có cái chỗ mà tham quan. Ngoài công trình thanh niên tuyến đường cây vú sữa, tại lễ phát động, lực lượng đoàn viên thanh niên còn tham gia các công trình phần việc như công trình tuyến đường cờ Tổ quốc, công trình 100 bồn chứa nước, công trình bờ kè chống sạt lở. Theo rà soát của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, trên địa bàn toàn tỉnh có 3.980 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, cần được hỗ trợ sửa chữa và xây mới, với nguồn kinh phí hơn 180 tỷ đồng. Trong đó có 1.065 hộ gia đình người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, 1.354 hộ nghèo, 1.204 hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, tổng số hộ thuộc danh sách được hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025 là 357 hộ. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục rà soát, nắm chặt số lượng, nhu cầu của các hộ dân gặp khó khăn về nhà ở. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức vận động, tiếp nhận kinh phí thông qua tài khoản Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Cà Mau. Đồng thời, phân bổ nguồn vốn thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động bắt nhịp với xu hướng của thị trường lao động quốc tế, thời gian qua, việc chú trọng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thời hạn theo hợp đồng đang dần trở thành hướng đi thoát nghèo bền vững, thúc đẩy kinh tế xã hội huyện Ngọc Hiển phát triển. Dưới sự tuyên truyền, tư vấn và trợ lực của địa phương, người lao động của huyện đã đổi mới tư duy, mạnh dạn sang nước ngoài làm việc. Những đồng ngoại tệ được gửi về giúp gia đình giải quyết khó khăn kinh tế, đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống. Sau khi tốt nghiệp lớp 12 nhưng không có điều kiện học lên tiếp, được chính quyền địa phương tư vấn hỗ trợ vay vốn, em Tô Như Quỳnh ở ấp Nhà Diệu, xã Tân Ân đã lựa chọn sang Nhật Bản lao động. Làm việc ở công ty bánh mì, công việc khá dễ và nhẹ nhàng. Em Quỳnh có mức thu nhập từ 35 tới 40 triệu đồng một tháng. Đều đặn mỗi tháng, Quỳnh gửi tiền về, giúp gia đình có vốn sắm sửa ngư lưới cụ, làm nghề lưới cá khoai và buôn bán nhỏ. Nhờ đó, kinh tế gia đình phát triển hơn trước. Em thấy công ty của em thì nó ổn, nó ổn định á, là do ngày nào cũng làm có tăng ca hết trơn á, tăng ca đều đều vậy đó. Có những bạn nào mà kiểu gia đình mà khó khăn đồ này kia thì mình nên đi xuất khẩu lao động. Mình đi tầm 5-10 năm gì đó xong rồi mình có vốn rồi mình quay về mình làm cũng được. Nhờ ở Quỳnh cũng đồng tiền đến đó, như buôn bán tập quá rồi gửi về cho mẹ nó buôn bán rồi té đồng lời ra.
nhưng mà tháng nào cũng gửi tiền về đều đều đó. Thấy ổn định cuộc sống. Không chỉ có những lao động phổ thông, trong vài năm trở lại đây, số lượng lao động có tay nghề, trình độ hoặc chọn ngành nghề vừa học vừa làm ở nước ngoài của huyện Ngọc Hiển cũng tăng lên. Đơn cử như trường hợp của em Lê Hữu Tỷ, ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi. Sau khi tốt nghiệp đại học ngành cơ khí, được sự tư vấn giới thiệu và hỗ trợ của địa phương, Tỷ quyết định sang Nhật Bản làm việc. Sang đây Tỷ làm nghề bảo trì xe với mức lương hơn 60 triệu đồng một tháng. So với cái trước kia, từ lúc nó ra trường nó làm ở bên Việt Nam mình á, làm bên công ty làm bên cái chỗ xe gì ở Cà Mau quên rồi không biết. Tháng cũng được vài triệu đủ trang trải thôi. Rồi thành ra chị mới khuyến khích con đi Nhật đi làm nó có tương lai hơn. Thì nói chung là nó qua bên Nhật nó làm tháng đầu tiên là được hết 58 triệu, thấy cũng mừng rồi đó, ổn. Thời gian tới để tạo điều kiện cho người lao động đi xuất khẩu lao động, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục phối hợp cùng với Sở Lao động và Xã hội. Đối với những trường hợp có cái thông báo thì chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tạo điều kiện sớm nhất để cho hộ vay họ được thành lập cái hồ sơ cho vay, cũng như phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện cái việc chuyển nguồn vốn để cho vay sớm nhất để họ vay để họ đi xuất khẩu lao động. Tại huyện Ngọc Hiển, người lao động tham gia xuất khẩu chủ yếu sang các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, Malaysia và một số thị trường khác. Tính riêng từ đầu năm tới nay đã có 117 lao động sang làm việc ở nước ngoài theo đề án với mức thu nhập bình quân mỗi tháng từ 25 triệu đồng trở lên. Thời gian qua đó thì công tác đưa người lao động đi làm việc nước ngoài thì nó đạt được kết quả khá là quan trọng, đáp ứng được cái giải quyết cái việc làm cho người lao động ở địa phương cũng như cái tạo công ăn việc làm cho cái người lao động ở địa phương. Những khuyến cáo cho người dân đó thì cái những công không chính thống thì sẽ ảnh hưởng đến cái vấn đề mà đưa người cái lao động của Việt Nam mình đưa bển á, thì theo cái không chính thống thì sẽ bị lừa gạt, sẽ mất tiền. Chúng ta phải tuyên truyền sâu rộng đến cho người dân để làm thế nào đi ở cái kênh của ở nhà nước phối hợp với các cái cơ quan doanh nghiệp để đưa người lao động đi làm việc hợp pháp ở ngoài nước. Hiệu quả từ những người thật việc thật giúp người dân an tâm tin tưởng vào chủ trương của đảng, chính sách của nhà nước. Khi sang nước bạn, với sự chăm chỉ và thích nghi nhanh, người lao động huyện Ngọc Hiển không chỉ có nguồn thu nhập tốt gửi về cho gia đình, mà khi trở về nước, họ hội tụ các yếu tố về ngoại ngữ, tay nghề, kỹ năng, có tác phong làm việc chuyên nghiệp, mở ra cơ hội mới làm giàu cho bản thân. Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.